Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 11 năm 2017, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia II đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường năm 1967-2017. Tới dự về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà giáo ưu tú Thạc sĩ Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa. Về phía huyện Tĩnh Gia có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện, lãnh đạo 12 xã phía Bắc và đông đủ các thầy cô giáo, các học sinh đã và đang giảng dạy, học tập tại Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia II. Được thành lập trong những ngày đế quốc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc tháng 11 năm 1967, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn, nhà tranh tre vách lá với vài lớp học, song đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã thực hiện tốt lời dạy sắc son của Bác Hồ. Dù có khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, đào tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa. Với phương châm, giáo dục là dạy chữ, dạy cách làm người, vì lợi ích trăm năm trồng người. Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng đại trà của nhà trường, đưa tên tuổi nhà trường ngày một lớn mạnh. 50 năm qua, nhà trường đã có 18.416 học sinh tốt nghiệp, trong đó có hàng nghìn học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Có nhiều học sinh của nhà trường đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú,